Chào mừng các bạn đến với kênh tập luyện của Tùng Nguyên. Đây là những bài tập dành cho người bị chứng cân, khó giảm cân và những người không có thời gian, đặc biệt là các chị em. Nói thật, có một cái so sánh này, cái bài tập của Tùng ấy nó sướng hơn là cái đấy, hiểu không? Tại vì làm sao? Thứ nhất là nó mất rất là nhiều calo, thứ hai nó đầm đìa mồ hôi nước nôi, và thứ ba cực kỳ đã, tập xong cực kỳ đã. Yes! Bắt đầu. Yes. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi một thể loại cardio hit vô cùng hiệu quả. Nó càng đét nha, càng đét, dành cho những bạn rất muốn được giảm cân nhanh, cần những bài khốc liệt thì nó đây. Khốc liệt. Yes. Wow, hứa các bạn, buổi buổi tập này đầm đìa ướt át mồ hôi luôn. Yeah. Wow. Yes. Ui, ok, rồi. Một, lên, một. Rồi, chúng ta vừa xong jumping jack xong. Bây giờ chúng ta lại tập tiếp ngay một bài về bụng, để chúng ta điều hòa lại hơi cơ. Yes, tiết lộ các bạn là lúc nãy Tùng vừa phải ăn thêm một quả chuối, và đang để cạnh một quả chuối nữa để vừa tập vừa ăn, tránh trường hợp vừa tập vừa nói phục vụ các bạn. Cái bài nó căng lắm, lại lăn ra ngất, mọi người lại cười chê cho. Ê nhở, 3, 2, 1 nào. Yes, ok. Một, bắt đầu. Yes. Ôi. Ok, nhanh hơn đúng không nào? Wow. Yes. Chạy ngay đi trước khi bè mỡ trong người tồi tệ hơn. Wow. Chạy nhanh đi trước khi bè mỡ trong người tồi tệ hơn. Wow. Wow. Yes. Yeah. Wow. Wow. Nhanh. Yes. Yes. Ah. Ah. Ôi. 5 giây nữa. Wow. Bè mỡ. Cứ đi ngay. Ok, ok. Một, lên. Yes. Ok, chúng ta lại tiếp tục chiến với bè mỡ ở bụng chúng ta. Bởi vì làm sao? Chị em rất nhiều bè mỡ ở bụng. Yes. Yeah. Wow. Cong người ra. Yes. Thở ra. Sắp phải ăn chuối rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi. Yes. Và ai. Tính nữa nào. Một, bắt đầu. Lúc đó chúng ta chạy chân vất vào sau mông. Bây giờ thì chúng ta sẽ chạy đầu tay này đập vào đùi này. Yes. Các bạn lúc chạy này sẽ nhìn thấy cái bụng mình nó, những bạn nào mà nhiều mỡ nó núng nhìn rất tở. Nhưng mà mình phải thế hả? Sau này cái núng đấy nó mất đi, nó không tở, mình phải làm nhá. Núng nhìn rất tở, mất cái tở mày đi. Hài lòng. Một. Yeah. Chạy đây 30 giây. Đó. Như vậy á. Yeah. 30 giây. 30 giây. Liên tục. Yeah. Ôi cái mông nhỉ. Nung thích luôn. Yeah. Yeah. Ui mỏi quá. Hi!
Kinh tuệ mồ hôi. Hãy ngừng ngay tập luyện và like, subscribe, comment cho Tùng. Và nên nhớ rằng Tùng đã mở lớp giảm cân online nhá. Trong vòng 30 ngày, những bạn nào đó sẽ muốn giảm 3-5 cân, Tùng cam kết luôn. Cam kết sẽ giúp các bạn giảm cân. Hãy inbox fanpage và YouTube của Tùng. Yes! Yeah. Rồi, tiếp theo chúng ta plank 30 giây. Gồng chặt chúng ta bụng mình. Có các bạn thấy không? Yeah. 30 giây. Hít vào. Mệt quá rồi đúng không? Hai một lâu đó, chúng ta hãy nhảy dây như tưởng tượng đó, có thể chúng ta nhảy nhanh, chúng ta nhảy chậm đó, rất là đáng yêu à, nhưng mà rất là dễ thương nha à, chúng ta có thể vừa nhảy vừa rút mạch nhảy được không? Đó, có thể thử lăn người này. Không sao cả. Đó, có thể như này. Đó, không sao cả. Cứ 30 giây lại được. Đó, không sao cả. Cứ 30 giây lại được. Ý tung nhỏ vậy. Yeah. Wow. 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 Yeah. Một, bắt đầu. Một, hơi, rồi. Đó, chúng ta sẽ đẹp như này. 30 giây luôn. Không 15 giây nữa nhé. 30 giây. Yes. Wow. Một, hai, từ tốn thôi nào. Wow, wow. Từ tốn thôi. Đúng rồi. Yes. Chúng ta đọc chúng ta thở ra. Đúng không ạ? Tiếp nào. Đây nữa nào. Hai, lần. Đúng rồi. Yes. Wow, wow. Bấm thở ra. Đó. Chúng ta nhún thêm cái nhịp. Oh. Hey. Hai. Đó. Wow. Hai, 10 giây nữa, cố lên, 8, cố lên, 4, 3, 2, 1, ok. Bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp với tập lên sườn. Yes, đầm đìa mồ hôi lắm rồi. Chúng ta đừng bỏ cuộc nhá. Chúng ta đi được rất nhiều chặng đường rồi. Nếu chúng ta bỏ cuộc, câu chuyện chúng ta sẽ trở thành một kẻ thất bại ở cái trên thế giới này. Ok không? Không muốn ai làm kẻ thất bại cả. Nên không được bỏ cuộc. Yes. Wow. Yes. 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 Ok. Một lên chiếc. Và khi trở thành kẻ thất bại trong việc giảm cân thì chúng ta sẽ thất bại trong cả cuộc sống, thất bại về hạnh phúc, về tiền bạc, về sức khỏe. Ok không? Nên hãy tập nhá. Yes. Ê, nói chuyện này nó đa cấp nhưng mà nó lại vô cùng đúng. Yes. Không được thất bại. Yes. Wow. Bật tung tóe mồ hôi. Hãy ngừng ngay lập luyện và like, subscribe, comment cho Tùng. Và nên nhớ rằng Tùng đã mở lớp giảm cân online nhá. Trong vòng 30 ngày, những bạn nào đó sẽ muốn giảm 3-5 cân, Tùng cam kết luôn. Cam kết sẽ giúp các bạn giảm cân. Hãy inbox fanpage và YouTube của Tùng. Yes.
bắt đầu. Yes, đó, chúng ta làm từ tốn, bật chân lên, nhún, đồng thời đánh tay. Yes, giống như chúng ta đang trực tiếp vậy. Wow, Tùng có thể nói như chân trực tiếp vậy. Nhưng mà nhà nghèo cũng chưa được đi trực tiếp bao giờ, nên mình hãy tưởng tượng. Yes, trực tiếp. Yes, nhanh nhau. Wow, wow, yes, nhanh, nhanh. Wow, chạy ngay đi trước khi bé mỡ đuổi kịp ta. Wow, wow, yes. Bắt đầu. Yes. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi một thể loại cardio hit vô cùng hiệu quả. Nó càng đét nha, càng đét, dành cho những bạn rất muốn được giảm cân nhanh, cần những bài khốc liệt thì nó đây. Khốc liệt. Yes. Wow, hứa các bạn, buổi tập này đầm đìa ướt át mồ hôi luôn. Yeah. Wow. Yes. Ui. Ok. Rồi. Một lên. Một. Rồi, chúng ta vừa xong jumping jack xong. Bây giờ chúng ta lại tập tiếp ngay một bài về bụng để chúng ta điều hòa lại hơi thở. Yes. Tiết lộ các bạn là lúc nãy Tùng vừa phải ăn thêm một quả chuối và đang để cạnh một quả chuối nó để vừa tập vừa ăn, tránh trường hợp vừa tập vừa nói phục vụ các bạn cái bài nó căng lắm, lại lăn ra ngất, mọi người lại cười chê cho. Ê nhở, 3, 2, 1 nào. Yes. Ok. Một, bắt đầu. Yes. Ôi. Ok, nhanh hơn nữa nào. Wow. Yes. Chạy ngay đi trước khi bè mỡ trong người tồi tệ hơn. Wow. Chạy nhanh đi trước khi bè mỡ trong người tồi tệ hơn. Wow. Wow. Yes. Yeah. Wow. Wow. Yes. 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 Ah. Ah. Rồi. 5 giây nữa. Wow. Bè mỡ. Ok, ok. Một. Yes. Yes. Ok. Chúng ta lại tiếp tục chiến với bé mỡ ở bụng chúng ta. Bởi vì làm sao? Chị em, rất nhiều bé mỡ ở bụng. Yes. Yes. Wow. Cong người ra. Yes. Thở ra. Sắp phải ăn chuối rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi. Yes. Tính nữa nào. Bắt đầu. Yes. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi một thể loại cardio hit vô cùng hiệu quả. Nó càng đét nha, càng đét, dành cho những bạn rất muốn được giảm cân nhanh, cần những bài khốc liệt thì nó đây. Khốc liệt. Yes. Wow, hứa các bạn, buổi tập này đầm đìa ướt át mồ hôi luôn. Yeah. Wow. Yes. Ui. Ok. Rồi. Một lên. Một. Rồi, chúng ta vừa xong jumping jack xong. Bây giờ chúng ta lại tập tiếp ngay một bài về bụng để chúng ta điều hòa lại hơi thở. Yes. Tiết lộ các bạn là lúc nãy Tùng vừa phải ăn thêm một quả chuối và đang để cạnh một quả chuối nó để vừa tập vừa ăn, tránh trường hợp vừa tập vừa nói phục vụ các bạn cái bài nó căng lắm, lại lăn ra ngất, mọi người lại cười chê cho. Ê nhở, 3, 2, 1 nào. Yes. Ok.
1 bắt đầu. Yes. Ôi. Ok, nhanh hơn đúng không ạ? Wow. Yes. Chạy ngay đi trước khi mày mỡ trong người tồi tệ hơn. Wow. Chạy nhanh đi trước khi mày mỡ trong người tồi tệ hơn. Wow. Wow. Yes. Yeah. Wow. Wow. Nhanh. Yes. Yes. Ah. Ah. Ôi. 5 giây nữa. Wow. Mày mỡ. Cứ đi ngay. Ok. Ok. Một lên. Yes. Ok. Chúng ta lại tiếp tục chiến với bể mỡ ở bụng chúng ta. Bởi vì làm sao? Chị em rất nhiều bể mỡ ở bụng. Yes. Yeah. Wow. Cong người ra. Yes. Thở ra. Sắp phải ăn chuối rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi. Yes. Wow. Một. Bắt đầu. À, lúc đó chúng ta chạy chân vấp vào sau mông. Bây giờ thì chúng ta sẽ chạy đầu, tay này đập vào đùi này. Yes. Ôi. Các bạn lúc chạy này sẽ nhìn thấy cái bụng mình nó, những bạn nào mà nhiều mỡ nó núng mình tất tỏ. Nhưng mà mình phải thế hả? Sau này cái núng đấy nó mất đi, nó không tỏ. Mình phải làm nhá. Núng mình tất tỏ. Mất cái tỏ này đi. Ê hài lòng. Ê. Đó, như vậy á. Yeah, 30 giây. 30 giây. Liên tục. Yeah. Ôi cái mông nhỉ, nung thích luôn. Yeah. Yeah. Ui mỏi quá. Hai. Bật. Tung tóe mồ hôi. Hãy ngừng ngay lập luyện và like, subscribe, comment cho Tùng. Và nên nhớ rằng Tùng đã mở lớp giảm cân online nhá. Trong vòng 30 ngày, những bạn nào đó sẽ muốn giảm 3-5 cân, Tùng cam kết luôn. Cam kết sẽ giúp các bạn giảm cân. Hãy inbox fanpage và YouTube của Tùng. Yes. Yeah. Rồi, tiếp theo chúng ta play 30 giây. Cầm chặt những con bụng mình. Có các bạn thấy không? 30 giây. Hít vào. Mệt quá, hơi có thể nhảy dây như tưởng tượng. Đó, có thể chúng ta nhảy nhanh, chúng ta nhảy chậm. Đó, rất là đáng yêu. À, nhưng mà rất là dễ thương nha. À, chúng ta có thể vừa nhảy vừa vút mạch nhảy được không? À, có thể thử lăn người này. Không sao cả. À, đó, để như này. Đó, không sao cả. Cứ làm như thế là được. À, không sao cả. Cứ 30 giây là được. Ý tưởng bảo vậy. Yeah. Wow. Wow. Một, bắt đầu. Một, hơi, rồi. Đó, chúng ta sẽ đẹp như này. 30 giây luôn, không 15 giây nữa nhá. 30 giây. Yes. Wow. Một,
2, từ tốn thôi nào. Wow, wow, từ tốn thôi. Đúng rồi. Yes. Chúng ta đập chúng ta thở ra. Đúng không ạ? Tiếp nào. Đấy nữa nào. Yes. Wow. Wow. Bấm thở ra. Đó. Chúng ta nhún thêm cái nhịp. Oh. Hey. Oh. Đó. Wow. Hey. Oh. 10 giây nữa. Ôi. 8. Ôi. 4. 3. 2. 1. Ok. Một lên. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp với tập lên sườn. Yes, đầm đìa mồ hôi lắm rồi. Chúng ta đừng bỏ cuộc nhá. Chúng ta đi được rất nhiều chặng đường rồi. Nếu chúng ta bỏ cuộc, câu chuyện chúng ta sẽ trở thành một kẻ thất bại ở cái trên thế giới này. Ok không? Không muốn ai làm kẻ thất bại cả. Nên không được bỏ cuộc. Yes. Wow. Yes. 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 Ok. Một lên. Yes. Và khi trở thành kẻ thất bại trong việc giảm cân thì chúng ta sẽ thất bại trong cả cuộc sống. Thất bại về hạnh phúc, về tiền bạc, về sức khỏe. Ok không? Nên hãy tập nhá. Yes. Ê, nói chuyện nghe nó đa cấp nhưng mà nó lại vô cùng đúng. Yes. Không được thất bại. Yes. Wow. Yeah. Bật tung tóe mồ hôi, tung tóe mồ hôi. Hãy ngừng ngay lập luyện và like, subscribe, comment cho Tùng. Và nên nhớ rằng Tùng đã mở lớp giảm cân online nhá. Trong vòng 30 ngày, những bạn nào đó sẽ muốn giảm 3-5 cân, Tùng cam kết luôn. Cam kết sẽ giúp các bạn giảm cân. Hãy inbox fanpage và YouTube của Tùng. Yes! Bắt đầu. Wow. Yes. Đó, chúng ta làm từ tốn, bật chân lên, nhún, đồng thời đánh tay. Yes, giống như chúng ta đang trượt tuyết vậy. Wow, Tùng có thể nói như chân trượt tuyết vậy. Nhưng mà nhà nghèo cũng chưa được đi trượt tuyết bao giờ. Nên mình hãy tưởng tượng. Yes, trượt tuyết. Yes, nhanh nhau. Wow, wow. Yes, nhanh, nhanh. Wow, chạy ngay đi trước khi bé mỡ đuổi kịp ta. Wow, wow, yeah. Bắt đầu. Yeah. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi một thể loại cardio hit vô cùng hiệu quả. Nó càng đét nha, càng đét. Dành cho những bạn rất muốn được giảm cân nhanh, cần những bài khốc liệt thì nó đây. Khốc liệt. Yes. Wow, hứa các bạn. Buổi tập này đầm đìa ướt át mồ hôi luôn. Yeah. Wow. Yes. Wait. Ok. Rồi. Một lên. Một. Rồi chúng ta vừa xong jumping jack xong. Bây giờ chúng ta lại tập tiếp ngay một bại về bụng để chúng ta điều hòa lại hơi rồi. Yes. Tiết lộ các bạn là lúc nãy Tùng vừa phải ăn thêm một quả chuối và đang để cạnh một quả chuối nó để vừa tập vừa ăn. Tránh trường hợp vừa tập vừa nói phục vụ các bạn cái bài nó căng lắm, lại lăn ra ngất, mọi người lại cười chê cho. Ê, nhở? 3, 2, 1 nào. Yes. Ok.
1, bắt đầu. Yes. Ơi. Ok, nhanh hơn đúng không ạ? Wow. Yes. Chạy ngay đi trước khi bèn mỡ trong người tồi tệ hơn. Wow. Chạy nhanh đi trước khi bèn mỡ trong người tồi tệ hơn. Wow. Wow. Yes. Yeah. Wow. Wow. Yes. 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 Oh. Rồi. Năm giây nữa. Wow. Bèn mỡ. Cứ đi ngay. Ok. Ok. I feel so much for you that I don't know what to do. Cause someone was before you. Một, hai, yes. Ok, chúng ta lại tiếp tục chiến với bé mỡ ở bụng chúng ta. Bởi vì làm sao? Chị em rất nhiều bé mỡ ở bụng. Yes. Yeah. Wow. Cong người ra. Yes. Thở ra. Sắp phải ăn chuối rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi. Yes. Và ai tính ra à, bạn tung tóe mồ hôi, hãy ngừng ngay lập luyện và like, subscribe, comment cho Tùng. Và nên nhớ rằng Tùng đã mở lớp giảm cân online nhá, trong vòng 30 ngày. Những bạn nào đó sẽ muốn giảm 3 đến 5 cân, Tùng cam kết luôn, cam kết sẽ giúp các bạn giảm cân. Hãy inbox fanpage và YouTube của Tùng. Yes. Chúng ta vừa kết thúc bài tập 15 phút vô cùng hiệu quả dành cho những người bị chứng cân và khó giảm cân. Quá nhiều inbox, quá nhiều feedback. Mỗi ngày Tùng nhận từ 30 đến 50 feedback giảm cân vô cùng hiệu quả. Và Tùng quyết định mở lớp online dành cho các bạn muốn giảm cân. Trong vòng 30 ngày, hứa với bạn sẽ giúp các bạn giảm được từ 3 cho đến 5 cân. Nếu không giảm được, Tùng hứa sẽ sủa gâu gâu. Sẽ sủa gâu gâu.